Tân đây rồi. Tân ơi. Dạ. Em bảo hôm nay là sinh nhật anh, mùng 1 tháng 6. À, thế nên là anh muốn mời mày với cả Duy qua chung vui với anh. Đi cùng em. Ừ. Hôm nay là mùng 1 tháng 6. Ừ. Sao đấy? Em nghĩ không được rồi. Xin lỗi anh nhá, em đi trước đây. Ơ kìa, ơ kìa. Đi đâu ấy? Có gì em mua quà bù anh sau nhá. Thằng này lạ thật đấy. Từ trước đến giờ có bao giờ nó từ chối kiểu nào đâu. Thế giới là vì nàng khiến anh luôn thầm thầm.